Năm 2020, nhiều sinh viên nước ngoài đã nhận được giấy phép cư trú ở Nhật Bản. Tuy nhiên, do dịch COVID-19, Nhật Bản phải phong tỏa hoàn toàn khiến nhiều người bị chậm trễ công việc học tập. Khi đó không có kỳ thi xét tuyển nào vào các trường đại học Nhật Bản, khiến tôi rất lo lắng. Tôi đã từng nghĩ đến việc từ bỏ việc học ở Nhật Bản, nhưng vì đã chọn con đường này và không muốn bỏ dở nên tôi lại tiếp tục. Để vào trường học, Quay phải thực hiện quy trình cách ly khi đến Nhật Bản. Tại trường dự bị ngôn ngữ mà anh sẽ nhập học sắp tới, gần một nửa số giảng viên đã được tạm nghỉ việc từ cuối năm 2020. Mỗi năm trường có 200 sinh viên mới nhập học, nhưng hiện nay đã giảm xuống còn 70. Theo thống kê, vào cuối năm ngoái, số lượng sinh viên nước ngoài mới ở Nhật Bản đã giảm khoảng 90% so với thời kỳ trước đại dịch. Từ ngày 14 tháng 3, chính phủ Nhật Bản đã nới lỏng quy định kiểm soát biên giới, nâng số người được phép nhập cảnh mỗi ngày, trong đó ưu tiên du học sinh nước ngoài.